Hi, xin chào các bạn. Hôm nay các bạn sẽ học về bài projector config. Thì trong nội dung bài học này, mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái config ở trong cái file mà file projector này. Đây, đây là file projector config.js nhé. Thì hiện tại ấy, là mình mới chỉ config một số cái thôi. Đây, các bạn thấy này. Ví dụ như là spec, source, cái này chưa, cái này cũng chưa, cái này chưa. Như thế này, tức là những cái phần dưới này chưa có gì hết. Đó. Thì khi mà các bạn cần chạy test với lại những cái như là mình chạy với lại browser nào, chạy cái driver ở đâu, hoặc là các bạn chạy dưới dạng là Direct Connect, hoặc là chạy với lại Xenon Server. Đó. Hoặc là mình chạy với lại cái testing framework nào, sử dụng cái thằng nào. Rồi mình config với lại report nào. Đó. Cái hook ở trong cái file này ra sao thì các bạn sẽ được học trong bài hôm nay. Thì cái file này có rất là nhiều config và mình chỉ sử dụng những cái config nào mà nó cần thiết và thực dụng thực tế trong cái chương trình, trong cái nội dung, trong cái dự án của mình thôi. Đây, thì đầu tiên mình sẽ chia ra làm 5 loại, 4 loại. Đầu tiên là option, capability, tức là những cái config cho cái browser, hoặc là cái hook, tức là cái nào chạy trước chạy sau cho các cái source, source hoặc là các cái test chẳng hạn, được không? Rồi plugin để mình config các report. Đầu tiên các bạn sẽ thấy có một cái được gọi là direct connect, tức là gì? Mình kết nối trực tiếp, nghĩa là các bạn không cần phải start server lên, setup server lên mà mình vẫn có thể chạy test trực tiếp được. Giống như các bạn đang chạy như cái ngôn ngữ như là Java hoặc là C# này. Còn trong trường hợp mà các bạn muốn chạy phân tán á, là mình sẽ có một cái server trung gian. Mình sẽ có một cái node, một cái hub. Được không? Thì sẽ có một thằng đứng ra để quản lý những cái node. Đó, tức là thằng hub. Đồng nghĩa với nó là nó sẽ tạo ra một cái server. Thì ở đây mình sẽ gọi nó là xem server. Đó. Thì trong trường hợp mà các bạn không muốn dùng cái thằng server đó, các bạn muốn chạy trực tiếp luôn, thì mình sẽ dùng một cái gọi là Direct Connect và set nó bằng true. Và lưu ý là trường hợp này nó chỉ support cho Chrome và Firefox thôi, chứ những cái browser khác là không support nhé, không support. Đó. Đó. Thì ở đây hiện tại là mình đang set bằng true này, đang set bằng true đó các bạn. Thì nếu như mà các bạn set bằng phone á, các bạn xếp bằng phone thì mình chạy thử xem nó xảy ra cái gì nhá. Này mình chạy thử này, hai projector e2e projector config.js và mình chạy với lại cái file cái locator này này, enter, thì các bạn sẽ thấy này, nó sẽ start một cái server như này. Nó sẽ start một cái server như này. Và cái server này là cái gì? Mặc định á, nếu như các bạn set bằng phone và các bạn không có thằng Xenon Server thì nó sẽ lấy cái file Xenon Server standalone ở trong cái thuộc cái thư mục ở trong cái project này để nó start lên. Đó, các bạn sẽ tìm thấy một, nó sẽ có nằm trong cái nốt module này này. Đó. Nằm trong một module, nằm trong cái thằng projector. Projector nha. Đây, các bạn sẽ thấy có một cái là cái thằng node module và sẽ có một cái file, một cái thư mục là web driver manager này. Đó, ở đây các bạn sẽ thấy nó sẽ lấy ở đây ra nó chạy này. Được không? Nó sẽ lấy ở đây ra. Xenon Server standalone này. Được không nhỉ? Xem nào. Như sẽ có một thằng rồi. Thì trong trường hợp mà đây là trường hợp mình set bằng phone và mình có một cái web driver manager ở local trong đây, chính trong cái project này, thì nó sẽ lấy trong đó nó chạy. Đúng không các bạn? Thì nó sẽ start lên ngay từ đầu và khi mà các bạn chạy xong á, nó sẽ clean luôn. Nó không còn giữ lại nhé. Nó không còn cái hub này nữa. Đó. Vậy thì trong trường hợp mà mình set bằng phone, mọi người có thể chạy với lại những cái một cái file Xenon Server tại một cái vị trí khác chứ không phải là nằm trong local này.
thì các bạn có thể dùng với lại những cái config này, ba cái config này. Đó, các bạn chọn nó đến cái thư mục nào đó. Được không? Cái thằng Web Driver Manager này hồi nãy á, nó thuộc về thằng local. Nghĩa là nó ở như dưới dạng là gì? Nó nằm trong chính cái project này luôn. Chứ còn nếu như các bạn đã sử dụng, các bạn cài nó là global thì nó sẽ được dùng cho tất cả các project, tất cả các project nhá mà các bạn đang làm đây. Được không? Ở vị trí nào các bạn cũng có thể start lên cái thằng Web Driver Manager này lên. Đó. Ví dụ như ở đây, bây giờ mình sẽ start thằng này lên trong cái vị trí này. Đây này. Mình có thể đứng ở đây mình start lên này. Đây, mình start cái thằng này lên này. Các bạn sẽ thấy như sau. Web driver start thì nó sẽ lấy cái thằng này ra start lên. Được không? Đây. Đúng cả vị trí này luôn. Đó, các bạn thấy đây không? Xem nào. Để xem là cái thằng này là localhost nha, nó sẽ nằm như localhost 4444 này. Đó, control này, đây này. Đây là cái đường link này. Đúng không các bạn? Đó. Còn trong trường hợp mà mình muốn cho nó đến một cái file nào đó cái thư mục mà thư mục này là thư mục global, nghĩa là khi các bạn cài đặt những cái package này thuộc dạng là global là dùng cho toàn bộ tất cả các project, và trong cái hệ điều hành này tại vị trí nào các bạn cũng có thể gọi cái thằng Web Driver Manager này ra, thì nó sẽ lưu vào trong cái ổ C thư mục user và tên của cái user các bạn đang sử dụng, thư mục app data roaming npm và node module. Đây, nhìn đến đây thì những cái mà mình đã cài global để mình kiểm tra xem nó có những thằng nào nhá. Đây mình có thằng Angular CLI, thằng Projector, thằng RimWrap để xóa file hoặc thư mục, thằng này là để compile code TypeScript, thằng này là TypeScript mà mình viết dưới dạng làm nó cũng thuộc dạng global để compile được, và thằng cuối cùng là thằng Web Driver Manager này. À, các bạn thấy nó sẽ tải những cái file mà mình cần, nó nằm ở đây này. Xem server Gecko Chrome. Được không? Nó sẽ nằm ở đây. Ở đây thuộc dạng là global. Được không? Thì bây giờ ví dụ như là mình đã có cái thằng này. 3.141.59. Mình muốn chạy với thằng 0.26 hoặc là version Chrome là 78 chẳng hạn. Thì mình có thể config thuộc dạng là gì? Mình chạy specific, tức là nó không thuộc mình muốn cho nó đến một cái file nào đó để mình chạy. Thì các bạn có thể setting cái này vào đây. Setting vào đây. Như này. Là Selenium server để chạy nó nằm ở đâu. Hoặc là thằng Chrome driver là mình chạy với dạng cái file này. Hoặc là thằng Gecko driver chẳng hạn. Mình chạy với thằng 0.25, thằng này 78, thằng này 3.141.59. Được không? Thì khi start nó sẽ lấy cái thằng này lên nó chạy này. Nó sẽ lấy thằng này nó chạy nhá. Rồi bây giờ mình kiểm tra nhá, mình chạy thử này. Đây, mình kiểm tra đường link này nhá. Đây, nó sẽ lấy thằng này, nó sẽ lấy những cái file ở trong cái thư mục này nó chạy các bạn nhé, là cái này được gọi là specific, được không? Tương tự như là Chrome driver hoặc là Gecko driver. Ở đây mình đang chạy với lại thằng 0.25.0, được không? Còn nếu như mà các bạn không chuyển á, nó sẽ lấy ở trong cái thằng cái thư mục local này nó chạy. Đó, thư mục local các bạn nhé. Thì đây là một vài config liên quan đến thằng Selenium, đến chế độ là Direct Connect. Được không? Nếu như mà mình chạy ở local á, là mình hay dùng với lại Chrome hoặc Firefox thì các bạn hay sử dụng cái chế độ này. Còn khi mà mình chạy trên server thì mình hay chạy với lại một cái hub. Thì hay start bằng thằng này lên. Đó các bạn. Cái hub này nếu như các bạn start ở local thì nó sẽ có IP là local. Còn nếu mà mình start trên một cái server public thì nó sẽ có một cái IP là ở bất kỳ vị trí nào mình cũng có thể truy cập được. Đó, khi mà chạy phân tán á. Rồi,
Trường hợp tiếp theo là thằng System Address. Thì thằng này trong trường hợp mà mình có một cái thằng hub, nghĩa là các bạn đã start một cái server sẵn rồi, và mình có thể truyền vào đây, được không? Để nó chạy. Đó, mình truyền nó vào đây là nó sẽ có IP là gì? Localhost 444, cái hub này, web driver hub. Thì khi các bạn đi phỏng vấn, người ta cũng hỏi là cái System Server có cái box mặc định là gì, thì nó chính là cái box này 4444 nha. Đó. Thì ở đây để chạy được chế độ này, đây bây giờ mình chạy nhá. Mình chạy thì các bạn chưa start lên nó sẽ bị lỗi. Đây này, thấy không? Đang run trên thằng này này. Được. Nó không có lỗi nhưng mà nó không có checking qua cái này được các bạn. Này, sử dụng cái System Server này này. Đó, nó không có hiểu được thằng này. À, hình như mình đang start ở đâu đó nhỉ? Mình đang start đâu? Hồi nãy mình chưa turn off nó vẫn còn này các bạn này. Nó vẫn còn nha. Localhost 4444 web driver hub static resource. Hình như là mình start lúc nào lên mà mình chưa tắt nó đây. Hồi nãy là mình dùng cái gì nhỉ? Mình dùng cái git path đúng không? Mình dùng git path để mình start nó lên. Đâu rồi ta? Thử thằng này nha. Nó là start lên rồi đúng không? Ctrl C này. Kiểm tra này, Ctrl C là tắt các bạn nhá. Vẫn còn à. Rồi, vậy thì trong trường hợp mà các bạn đã start lên á, các bạn đã start lên nhá, nó sẽ có một cái IP là localhost và port là 444 này. Thì các bạn có thể thông qua cái thằng console này để biết được là cái session hiện tại là mình đã tạo như thế nào. Được không? Mình đã có bao nhiêu session đang chạy. Đó. Thì trong trường hợp mà đây, nếu như mà các bạn chưa start nó sẽ bị lỗi nhá. Nó sẽ bị lỗi. Còn ở đây là mình đã start sẵn rồi. Đó, thì nó sẽ chó vào đây để nó chạy được. Được không? Nó sẽ chó vào cái IP này này, System Server này để chạy này. Được không? Nó không quan tâm thằng này nữa nha. Không quan tâm những cái thằng specific này nữa. Vì khi các bạn start thằng System Server lên rồi, nó thằng Chrome và thằng Gecko này cũng được start luôn. Được không? Cũng được start luôn nhá. Rồi. Thì tiếp tục á, là tương tự, nếu như các bạn muốn chạy trên những thằng cloud như là Browser Stack hoặc là Shortlab thì nó cũng có một cái IP. À, nó chính là cái hub này. Được không? Thì trong trường hợp các bạn chạy với lại thằng Browser Stack đi thì các bạn phải truyền các bạn System Address như thế này thì nó sẽ chọn, nó mới chọn được đến đúng thằng Browser Stack để nó chạy. Thì đây là một vài config này. Mọi người có thể tham khảo ở đây. Đây, đây là cái test case này. À, đây, cái config các bạn này, System Address này. Rồi cái browser này. Thì đây là username của browser stack này. Rồi cái key này. Đó, browser name này. Được không? À, thì các bạn có thể config để chạy trên này được. Được không? Đó. Đây là chạy ở trên thằng này. Thằng này là một cái cloud cung cấp các cái device hoặc là các cái môi trường để cho mình chạy automation test nhé. Ví dụ các bạn muốn chạy trên Mac, chạy trên Windows, chạy với lại nhiều hệ điều hành khác nhau, nhiều cái version của hệ điều hành á, rồi mỗi version hệ điều hành nó lại có tương thích với lại một cái browser khác nhau hoặc là một cái device khác nhau, đúng không? Mình không đủ tiền để mình cung cấp hết toàn bộ những cái device này được, thì các bạn phải chạy trên đây. Đó, automate này. Đó, toàn bộ các cái thiết bị này, hệ điều hành này. Đó, Mac này. Ok không? Đó, tương tự là sẽ tương ứng với lại những cái browser Chrome IE hoặc là Firefox. Đó, tương ứng này. Ví dụ Windows XP thì sao? Windows XP nó sẽ tương ứng với những cái loại browser version này thôi. Đó, lên cao thì nó mới update lên. Nó update lên nhá, nó không còn support nữa nhá. XP rồi.
Tương tự cho thằng sọt lát các bạn nhá. Thằng sọt lát thì các bạn dịch truyền cái thằng này, truyền cái serum address này, được không? Thì đây là một vài config các bạn có thể tham khảo. Đây sort user serum address đó. Đây và đây là cái capability, tức là cái config là mình sẽ chạy trên cái browser nào, version mấy, hệ điều hành nào đó, được không? Rồi mình chạy với lại bao nhiêu cái instance cùng lúc đó. Trong trường hợp các bạn chạy với lại browser testing á, chạy song song á, thì đây là cái config này. Cái này nó sẽ liên quan đến những cái buổi liên quan đến phần CI nhé. CI thì mình sẽ hướng dẫn sau, còn hiện tại là mình chỉ cần quan tâm những cái config của trong cái file projector này thôi. Phần spec thì các bạn muốn chạy với lại cái file test case nào, muốn trỏ vào một cái test case nào để chạy, một cái class test nào. Như trong trường hợp này thì các bạn đang có gì, các bạn đang có một cái thư mục là projector API, thì mỗi phần này nó sẽ tương ứng với một cái class test, thì các bạn có thể trỏ vào đúng đến cái vị trí này để chạy, được không? Như thằng này là mình đang trỏ đến thằng list element, hoặc là mình cũng có thể trỏ chạy với lại nhiều như thế này. Đây projector API rồi thằng projector API nhá. Như trong trường hợp mà mình muốn chạy hết đi, mình muốn chạy hết thì không lấy thằng 05 list này nè, mà mình sẽ lấy theo là sao sao, sau đó là tiếp là mình sẽ lấy đến thằng nào mà xiết sao end to end spec.ts này, đúng không? Thì nó sẽ lấy hết tất cả những cái thư mục nằm trong thằng projector API này để nó chạy. Đó, thì nó sẽ chạy cả 5 cái file này luôn. Thử xem nhá. Thì trong trường hợp mà chạy như này thì các bạn không truyền tên source xem nó có chạy không này. Đây, thằng đầu tiên là localhost 4.2 thì mình chưa start server của thằng của cái ứng dụng lên nhá. Của cái Angular app á. Đó. Cái contact app đó các bạn kìa. Test case này sẽ bị fail. Test case này sẽ fail. Thì như này là nó chạy được đúng không? Nó sẽ chạy hết tất cả test case. Đây, test case đầu tiên là cái template này. Template thì nó sẽ chạy localhost này. Test case thứ hai cũng localhost luôn, test case thứ ba thì cũng chạy localhost. Thằng thứ tư này thì chạy với lại cái cũng localhost. Trong trường hợp các bạn mà start server lên á. Đây, mình cho start server lên nha. Button npm run start. Ngserve này, mình start cái contact app này. Như này là nó không chạy được đúng không? Localhost. Đang còn build này. Đây, contact app nha. Đây là chạy đến thằng nào rồi? Fail rất là nhiều rồi, fail hết. Thử lại các bạn nhé. Rồi xong này. Nó chạy thằng test case 01, test suit 01 template, create new contact. Create new contact này. Xem nào. Open UL. Không một và thằng create contact này để xem nó nằm ở như file nào này. Đây test suite 01 này. Test case này không có phần body nên nó không chạy đúng không? Create new contact. Test case cũng có một test case thôi, duy nhất một test case. Đây create new contact with name. Đó, còn thằng này thì
browser e2e spec.ts. First. Như thằng spec này thì tốt nhất là các bạn nên chạy là chỉ dùng với lại chạy với lại gì trong một cái thư mục thôi. Đó. Còn trong trường hợp mà nó khao nhiều thư mục như này thì mình thấy nó chạy không chính xác cho lắm. Không chính xác cho lắm nhé. À, hoặc là gì mình muốn chạy với lại thằng 03 web browser á, thì mình truyền thẳng thằng 03 web browser vào đây thử xem này. Đó. Như này. Đó, được không? Thư 01 này, sau đó đến thằng 03, rồi tiếp nó sẽ khao đến thằng nào mà có cái đuôi file là e2e spec.ts này. Trừ spec.ts. Để xem nó có đúng không nha. CLS. Chạy rồi này nhưng mà lại không in ra cái tên test case thằng 03 này test suite web browser đây nó có in ra những cái console này các bạn này được đây này à, in ra hết console nhá rồi tiếp tục nha thì tương tự nếu như các bạn chạy với lại cái spec này là trường hợp mà chạy với một file. Được không? Một file hoặc là các bạn muốn chạy với lại nhiều cái test case nằm trong một cái folder. Còn trong trường hợp mà mình muốn config để cho là một cái từ khóa nào đó tương ứng với lại một cái class test. Một cái thằng spec này thì các bạn setting là thằng suit này. Đó. Thì đây hôm trước mình đã setting rồi. Đó. Cái first này sẽ tương ứng với lại cái thư mục đầu tiên này, thư mục này. Web browser, web element, list, web element, locator. Khi mà mình chạy thì mình chỉ cần truyền vào cái tên locator thôi đúng không? À, các bạn truyền vào cái tên source locator này. Đó, hoặc là first chẳng hạn. Thì nó sẽ chạy đúng. Được không? Đây, create new construct. Được các bạn. Đó. Rồi tắt cái thằng server đi nhá. Rồi, tiếp tục này. Thì khi mà đây là những cái option, đây là những cái option. Còn tiếp là sẽ có một cái được gọi là cái framework. À, cái framework này nghĩa là những cái testing framework mà mình sử dụng kết hợp với lại projector. Thì các bạn sẽ sử dụng hai thằng. Một thằng là cái thằng Jasmine. Đó, nó cũng tương ứng khi các bạn mapping qua Java như là mình sử dụng là Java Test NG với Maven chẳng hạn. Đó, được không? Java Test NG với Maven. Còn trong trường hợp mà các bạn dùng PDD thì các bạn lại dùng với lại thằng Cucumber. Thì gì? Java Maven Cucumber và JUnit chẳng hạn. Đó, thì tương ứng. Thì ở đây các bạn sử dụng Jasmine thì các bạn truyền config ở đây là framework là Jasmine này. Đó, nó sẽ hiểu được. Đó. Nhưng mà trong trường hợp này là cái config, cái file package.json các bạn phải có thư viện Jasmine trong này nhé. Đây này. Jasmine này, call report này, spec report này. Được không? Mình phải có thư viện thì nó mới chạy được. Đó, là những cái thư viện mà cần thiết. Rồi. Và phần này là để nó show ra là cái console cho mình. Cái console á. Show color này thì trong trường hợp các bạn chạy nó sẽ show ra cái màu mè như này kiểu này à, để cho nó dễ đọc một chút thôi chứ thực ra nó cũng chẳng có cái gì hết được không? Còn trong trường hợp như là thằng cucumber đi cucumber thì mình mở một cái config một cái dự án mẫu trước đây mình đã làm cho các bạn xem cucumber nhá thì đây các bạn có thể là dùng với lại framework cucumber như thế này là nó sẽ là custom chứ nó không phải là cucumber nhá, nó không phải là truyền vào cucumber mà ở đây các bạn có thể setting với lại là projector cucumber framework rồi sau đây là những cái option của cucumber đây là cái đoạn compile còn đây là đoạn require để nó chó vào thằng hook thằng config và những cái đuôi file step được không?
Và khi mà run thì nó sẽ xuất ra cái loại gì? Đó. Ở đây là cái report này. Report khi mà mình kết hợp chạy với lại cucumber. Đó. Đó, đây là một dự án mẫu mình đã làm với lại cái dự án của cái công ty trước đây là viết bằng cucumber, cucumber JS các bạn nhé. Thì trong trường hợp mà các bạn sử dụng á thì mình chỉ cần một vài setting thôi là có thể chạy được. Đó, một vài setting thôi nhá. À, có một cái là cũng khá là hay. Ở đây là nó sẽ cho mình restart lại cái browser mỗi test case. Tức là trong một cái test này. Ví dụ như các bạn có một cái test như thế này. Đây, mình có 4 test case. Thì mỗi test case nó sẽ restart lại cái browser một lần. Ví dụ chạy xong thằng này xong, đóng browser, rồi tiếp lại bật browser thằng này lên để chạy test case này. Rồi đóng, sau lại bật thằng này lên chạy. Thì cái việc này nó sẽ restart lại cái trạng thái cho cái browser. Nhưng nó sẽ có một cái hơi bị dở là nó sẽ làm cái thời gian chạy test case nó sẽ rất là lâu, được không? Nhiều test case thì cái một lần nó start một lần, start browser một lần và đóng một lần thì rất là mất thời gian, rất mất thời gian các bạn nhé. Đó. Còn trong trường hợp các bạn muốn sử dụng thì các bạn chỉ cần thêm thằng này vào, restart browser bằng true. Đó. Như bây giờ này, các bạn thấy là mình không restart nhé, mình sẽ chạy cái thằng locator đi, thằng này. Thì các bạn sẽ thấy nó chạy một mạch cả hai test case luôn. Một mạch cả hai test case nhé. Đây, test case 01 và test case 02. Được không? Không đóng và mở browser giữa các test case. Đó, là mình đã chạy xong hai thằng 01 và 02 này. À, nhưng mà bây giờ mình sẽ thêm một cái config vào trong file projector này. À, các bạn có thể để bất kỳ vị trí nào cũng được, miễn là nó không có bị lỗi compile. Được không? Các bạn thêm vào một cái config là restart browser bằng true. Thì bây giờ mình chạy này. Các bạn sẽ thấy nó sẽ restart lại browser một lần. Đó, sau khi chạy xong test case đầu tiên. Đó, được không? Này, test case đầu tiên này. Đó, sau đó là chạy test case thứ hai. Đó, và nó sẽ mở browser lên thêm một lần để make sure, mình không biết cái ý đồ nó như thế nào, nhưng mà nó sẽ mở lên sau đó nó đóng. Đó, được không? Thì đây, test case này nó mở một lần, test case này mở một lần. Được các bạn. Đó, đây là cái liên quan đến thằng restart browser mỗi cái test case nhá. Hơi mất thời gian một chút. Đó. Phần tiếp theo là phần config cho browser. Thì cái này nó được gọi là Decide Capabilities. Đó, nó cũng giống như các việc mà các bạn setting cái capability cho những cái ngôn ngữ như là Selenium Java, Selenium JavaScript, Selenium C Sharp hoặc là Python Ruby chẳng hạn. Được không? Ví dụ như mình muốn chạy với lại là Headless chẳng hạn, hoặc các bạn muốn khi mà chạy test tải các cái file về nó sẽ lưu ở đâu. Đó, rồi mình setting cho nó không có bật những cái info bar, không bật cái vị trí lên chẳng hạn. Thì hầu như các bạn có thể setting trong này hết. Thay vì mình setting bằng tay thì ở đây nó sẽ setting bằng code. Được không? Setting bằng code hết. Đây, ở trong như thằng Firefox này các bạn có thể thấy là các bạn setting trong cái thằng about config. Đó, tất cả những cái gì setting các bạn có thể setting trong này hết. Được không? À, thì thay vì như vậy á, là nó sẽ cho mình setting bằng code. À, bằng code nhá. Thì một vài cái setting này, ví dụ như các bạn chạy với lại browser mà bật UI lên thì mình sẽ config là gì? Browser bằng Firefox hoặc browser bằng Chrome. Bằng Chrome. À, thì nó sẽ chạy tương ứng cho mình. Đúng không? Đây, nó chạy với Chrome. Được các bạn. À, khi mà mình muốn tắt là mình nhấn Ctrl Shift C nhá. Mình nhấn Ctrl Shift C để mình shut down cái Node.js này. Rồi. Đây, để mua một test case thôi. X này là để ignore cái test case này nhá, không chạy nhá. Đây này,
mình ignore ba thiết kế dưới này, không chạy. Đó. Tương ứng là mình muốn ignore thằng này thì mình truyền là x vào. X hay là f. Test case là x còn test class là f. Rồi, thì bây giờ mình chỉ demo một test case này thôi, chạy cho nhanh. Ở đây, các bạn thấy này. Bây giờ mình chạy với lại Chrome UI thì mình dùng là gì? Như này. Còn nếu các bạn muốn chạy với lại browser headless thì đây là chạy với lại Firefox headless này. Firefox headless thì các bạn click như sau. Như này. Được không? Đó, capability này, browser name là Firefox. Firefox option bằng headless và nó sẽ thêm một cái đoạn là Firefox option này nè. Hình như là mình bỏ cái đoạn này đi nó cũng chạy được. Bỏ đi cũng chạy được nhá. Thử phát này. Rồi bây giờ mình chạy xem là nó có chạy dưới dạng chế độ headless không nhá. À không, không được, không được. Không được, phải thêm cái đoạn nó vào mới được. Đây. Trở lại nhá. À, các bạn thấy không? Không bật GUI này. Thì đây là chạy dưới dạng chế độ headless, là trình duyệt không đầu. Ok không? Còn trong trường hợp mà các bạn muốn chạy với lại Chrome thì cũng rất là dễ thôi. Mình thêm một đoạn này vào. Browser bằng Chrome và Chrome option ở đây là chuyển headless. Và cái thằng headless này nó hay kết hợp với lại cái thằng disable cái CPU và cái thằng set size. Thì thông thường khi các bạn chạy headless á là nên set size để cho nó chạy cho nó ổn định. Tức là các bạn set cho cái trình duyệt nó là cái độ phân giải màn hình là như thế nào. Tức là cái kích thước của độ của cái màn hình á, kích thước của trình duyệt á là bao nhiêu. Được không? Thì cái máy mình cái độ phân giải bao nhiêu thì các bạn set bấy nhiêu là nó hợp lý. Được không? Đây, browser bằng thằng này. Và mình sẽ chạy thử nha. Xem có phải nó chạy bằng Chrome không các bạn nhá. Thì đây là chạy với lại trình duyệt Chrome headless. Headless thường dùng khi mà mình chạy để crawl data chẳng hạn. Được không? Cào dữ liệu liên quan đến phân tích dữ liệu. Thằng Chrome thì nó chạy chậm hơn khi mà lúc đầu nó start cái trình duyệt lên. Firefox thì nó sẽ chạy luôn nhưng mà thằng Chrome nó phải chờ. Nó phải chờ cái mình không biết là nó có check bảo mật gì không nhưng mà nó khi mà nó start lên nó chạy rất là chậm. Đây, nhưng trong trường hợp mà mình không chạy với thằng headless đi, các bạn để ý sẽ thấy thằng này nó chạy rất là chậm. Từ những cái version mới gần đây này. Này, các bạn thấy nó chờ rất là lâu. Đó. Phải tầm 5 giây nó mới chạy. Như là các bạn có thể config để xóa cái này đi này. Xóa cái thằng info bar này đi này. Disable mấy cái đó đi. Ok không? Đó. Rồi tiếp tục là khi mà mình muốn chạy với lại cả hai cái browser luôn thì các bạn dùng cái này. Cái này được gọi là multiple capability. Đây. Multiple nhá. Chạy với cả Chrome và chạy với cả Firefox thì các bạn sẽ thấy nhá. Đây, cả Chrome và Firefox nó cũng giống như các bạn chạy browser testing ạ. Thằng Firefox thì xong rồi mà thằng Chrome chưa start lên. Các bạn thấy không? Đây, Firefox 001 này. Thằng này này. Đây, Chrome này, Firefox này. Đúng mọi người. Ở đây thằng nào mà mình mà disable, tức là mình command lại là nó sẽ hiện như thế này. Chứ không phải bị lỗi nhá, này chỉ là warning thôi. Nó báo cho mình là có 3 thằng mang bị pending, không chạy. Được không? Rồi, thì tương tự là mình cũng có thể config những cái setting cho thằng headless ở trong đây để chạy với lại thằng multiple này. Đó, tương tự cho thằng Chrome. Chẳng vấn đề gì các bạn nha.
Được không? Cái này có thể bỏ cái dấu nháy đằng trước đi cũng được. Browser name. Đó. Rồi. Như này cũng được các bạn nhé. Rất tiện thôi. Sẽ hết test này, không có bật trình duyệt nhé. À, tiếp trong thời gian đó thì mình sẽ xem cái phần lock, network lock. Thì ở đây khi các bạn chạy hết test đó, là mình không có nhìn thấy được cái gì hết. Thì các bạn có thể checking lại cái lock này. Được không? Checking lock. Hoặc là trong trường hợp khi mà các bạn bật một cái browser đó, các bạn hay test API hay là xem cái lock của nó đúng không? Xem trong cái phần network này, để xem cái lock của nó trả về là gì này. Đúng không? Đó, status là gì, có bị cái lỗi gì không, có lỗi bị lỗi JavaScript, lỗi liên quan đến các cái backend hay không. Thì ở đây các bạn có thể hoàn toàn có thể checking cái log này lại trong cái file config. Đó, trong file config này thì ở đây các bạn sẽ setting bằng một cái đoạn này, logging preference. Đó, server là setting bằng on, browser bằng on, driver bằng on, để checking hết cả biến driver, cả xenem server và cả cái browser. Đó, setting trong này. Đó các bạn. Như này. Đó. Được không? Server này, browser này. Đó. Như này nhá. Và thêm một cái nữa là trong các cái test case thì các bạn thêm cái phần này vào, after each, nghĩa là trong cái test case này nó sẽ đi, nó sẽ checking được cái log sau khi mà chạy xong. After each à, get cái log này, get cái tab performance này, sau đó là kiểm tra cái log này là không phải là bằng null, not null, và get cái log ra pass xong rồi in ra, in trạng thái ra xem nó bằng cái gì. Chạy thử nhá, chạy thử thiết cây nhá. Bây giờ mình chạy với lại thằng Firefox đi, thằng Chrome nó hơi bị lâu, các bạn nhá. Rồi, mình chạy Firefox như thế này này. Thử phát xem nào. Đây, thằng Firefox nó sẽ bị lỗi này. Khi mà các bạn chạy để get cái log của nó ra. Này, nó có một cái log như thế này. Đó, thì mình sẽ xem cái thông tin này để mình kiểm tra. Được không? Đó, nhưng mà các bạn chạy với Chrome nó không có bị cái lỗi này. À, đây là cơ chế khi mà các bạn chạy nhá. Bây giờ mình chạy Chrome này, các bạn sẽ thấy nó sẽ không xuất hiện cái lỗi này. Nó là một trình duyệt nó lại có cái lỗi. Cái này là cái, các bạn lưu ý nó không phải là lỗi của cái test case nha, mà nó là lỗi của từ server trả về. Được không? Ở trong cái tab network, trong tab này này, tab network nó trả về cái gì, hoặc cái tab performance này, này nó lấy được cái log đây. Chờ chút nha. À, thằng này cũng bị nha, thằng này cũng bị log time not found. Rồi thì cái này cũng rất là ít khi sử dụng, và nếu như mà mọi người muốn checking cái network log thì mình sẽ dùng một cái thư viện riêng, chứ không dùng cái thằng này, vì thằng này mình thấy nó chạy không ổn định. Các bạn sẽ dùng một cái thư viện riêng, cái thằng browser log ở trong thằng projector, nó sẽ có một cái bộ thư viện này. Đây này, mình sẽ dùng cái này để mình lấy được cái log. Được không? Log này là log của browser, chứ không phải là các bạn in log ra trong quá trình chạy test. Được không? Mình cần config một số cái để cho nó show log ra. Đây.
này là projector kết hợp với lại browser lock. Đây. Đây, các bạn xem trong đường link này nha. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ có một cái phần được gọi là phần hook. À, hook này là hook trong cái file config. Thì đầu tiên, nó sẽ có một vài cái keyword. Ví dụ như là before loss, on repair, on complete, after loss và on clean up. Có thêm một vài cái nữa nhưng mà cũng không có dùng. Và chủ yếu các bạn sẽ dùng ba thằng đầu tiên này này. À, đây, nó là một cái callback function sẽ được gọi một lần, gọi cái config một lần để đọc những cái gì? Các cái thông tin, các cái environment setup. Đây, only run một lần đúng không? Và trước cái thằng on prepare. À, ví dụ như ở đây mình muốn remove một cái thư mục, mà thư mục này sẽ chứa cái report, chứa cái report HTML chẳng hạn. À, thì mình có thể dùng cái hàm remove này đi, remove cái thư mục trong cái project đi. Thì đây mình đang config để mình remove trong cái thằng trong cái dự án mà trước đây mình làm á, sẽ có một cái config như thế này. Đây có một cái config này, khi mà chạy test xong nó sẽ show được một cái report nằm trong thư mục là term. Thơm là thư mục tạm nhé, thư mục tạm, và cái report này cũng không nên đưa lên trong cái không nên đưa lên ở trong ở trên CI hoặc là trên cloud, trên remote repo được không? À, ở đây sau khi chạy xong nó sẽ sinh ra một cái file result.json và một cái thư viện sẽ có nhiệm vụ là convert cái này qua file report HTML nằm trong đây. À, còn cái thằng fs này là một cái thư viện của thằng này này. Đó, thực hiện thằng này. Đó. Có tính năng là xóa copy thư mục, copy file, remove. Đó, rename chẳng hạn. Tạo thư mục. Đúng các bạn. Giống như là cái thằng mà file bên Java đó. Thư viện file á. Rồi. On repair. Đây. Nó sẽ được chạy trước những cái spec. Tức là những cái test case. À, ví dụ như bây giờ mình sẽ cho thằng này là một cái config là mở phóng to lên hoặc là synchronize. Đó, synchronize nhá. Cái này sẽ được học sau này. Liên quan đến bài way. Đến bài way nhá. Ví dụ như các bạn setting cho một cái app nó là Angular thì mình cho bằng chu, hoặc là không phải Angular thì mình set bằng phone thì nó chạy nó không có ba lỗi. Được không? Thì nó sẽ detect được là một cái app có phải là Angular hay không. On complete thì sẽ được chạy một lần khi mà cái test được finish. Đó, ví dụ như các bạn chạy hết tất cả các test thì nó sẽ xuất report ra. Thì đây thì mình sẽ có một cái đoạn config như này, tạo HTML report. Ở trong này mình cũng có này, create HTML report nhé. Đây là on repair này. À, ở trong cái dự án này thì mình không có dùng thằng OnComplete, một dự án khác. Đó, nó có đoạn là Create HTML Report. Đó. After Loss là cũng chạy một lần sau khi mà tất cả test được finish và Web Driver Instance là được shutdown. Là được shutdown đúng không? Thì cái này cũng ít dùng. Cũng ít dùng. Và On Clean Up cũng ít dùng. Vì chủ yếu là nó sẽ liên quan đến cái report. À, chủ yếu là xuất report thôi. Và config cho những cái test này là nó phóng to browser đi. Còn trong trường hợp mà mình muốn setting cho một cái test nào mà một cái test cây hoặc là một cái đoạn step nào mà nó không phải là Angular thì các bạn phải set nhét cái này vào trong từng step. Đây là setting chung. Setting chung nhé. Có khi nào mà một cái app mà các bạn vừa thấy là vừa là Angular vừa không phải là Angular không? Mà dùng một công nghệ khác không? Đó, Pay này là Angular nhưng mà có Pay khác nó là một cái công nghệ khác thì vẫn bình thường. Thì để work được trên một cái công nghệ khác thì các bạn phải setting này bằng phone thì nó mới chạy đúng. À, nếu không nó sẽ báo lỗi nhá. Cơ chế của thằng projector hay, rất là hay, nó có thể detect được là một cái app phải là Angular không và nó tự động nó wait. Đó, nó tự động nó wait những cái component được ready, được generate thành công. Đó.
quay cho những cái phần tử cho nó được render thành công chẳng hạn. Đó. Vì nó là thuộc dạng là single app mà, single application. Rồi, plugin thì phần này nó cũng liên quan đến phần report. Đó, ví dụ các bạn thấy phần on repair trên này này. On repair đây là các cái spec được execute xong đúng không? Thì mình sẽ có một cái đoạn là setting, hiện tại mình đang setting cho thằng Jasmine report. À, Jasmine report thôi. Còn thằng JUnit này các bạn cũng có thể setting để show ra trong cái thằng các cái CI chẳng hạn. Vì CI nó sẽ có một cái là gì? Nó lấy cái file JUnit này để convert qua được một cái loại report. À, report này. JUnit XML nhá. Nghĩa là cái file này sẽ là đầu vào cho một cái thư viện report khác. Hiểu mọi người? À, mọi người nếu mà làm Java sẽ có một cái thư viện làm Cucumber Reporting này. Đây này. Bộ thư viện này. Thì đầu vào của nó là nó sẽ nhận cái thằng Cucumber Report Default. Đó, cái file JSON. Nó sẽ lấy cái file đó để nó convert qua một cái định dạng report là HTML này. Thì cái định dạng này các bạn có thể kết xuất nó ở dùng ở local hoặc là sử dụng ở trên CI. Đó. Thằng này có một cái hay là nó lại có một cái plugin ở trên CI Jenkins để public lên. Đó, có plugin nhá. Hoặc là các bạn có thể dùng cái plugin HTML report để public lên cũng được. Rồi, thì trong trường hợp này ở bài này mình sẽ giới thiệu các bạn cái report của thằng JUnit này chẳng hạn. JUnit. Đây là các bạn config. Jasmine JUnit report. Đây các bạn thấy không? On repair này. Thì mình nhét cái đoạn report này vào. Đó. Thì nó sẽ show ra một cái thư mục là output. Và cái output của file JUnit là đây. Đó. Đây, add report. Mà khi mà generate report thì mình chỉ cần run là npm test thì nó sẽ kết xuất report ra cho mình. Npm test nha. Rồi, còn trong trường hợp như là thằng Jasmine report thì các bạn dùng cái đoạn config này. À, mà dùng cả hai thì dùng như này. Được không? On repair này. Mình copy cái đoạn này vào nha. Đây, ở đây nó đang có một cái đoạn config của Jasmine này này. À, thì các bạn sẽ thấy là gì? Cái đoạn require ts node này có rồi. Ở đây là thằng Jasmine report này. Thì nó sẽ lấy từ thằng spec reporter hiển thị. Rồi add report vào đây. Còn thằng JUnit ở đây lấy từ thằng thư viện Jasmine reporter. Được không? Đây, save vào trong thư mục E2E. Nghĩa là thêm vào thư mục này này và nó sẽ tạo ra một cái thư mục là test result. Mình đổi tên lại này. JUnit result chẳng hạn. Được không? Đó, sau đó là Jasmine get environment add report này. Đây là đoạn config spec report JUnit report. Đó, và mình chạy thử nha. Để các bạn xem nó có show report của hai thằng này ra không này. Thằng After X này mình tạm thời mình sẽ xóa đi nha. Rồi. Ở đây thì trong thằng Jasmine nó sẽ show cái console như thế này. Đó, và sau đó nó sẽ tạo ra một cái thư mục report ở đây. JUnit result của thằng XML này. Được không? Cái thằng Jasmine này nó chỉ display thôi các bạn. Display structure này. Là display ở đây này. À, nó display đây. Còn cái thằng JUnit này thì nó sẽ export ra một cái file là XML này.
Thì file này sẽ có nhiệm vụ khi các bạn public sang một cái loại định dạng report khác, tức là nó là chính là kênh input của một cái loại định dạng report khác. Được không? File này nhá. Rồi, phần tiếp theo là cucumber report chẳng hạn. Đó, cucumber report thì các bạn có thể setting như thế này. Ở đây thì cái phần cucumber report này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Trong phần này, ở trong đây thì mình đang setting là như này. Loại plugin này, package tự động generate report. Rồi remove existing customization file. Remove original disable log và mở trong cái thằng report. Tức là sau khi các bạn chạy test xong, nó sẽ tự động nó mở cái report ra luôn. Nếu các bạn set bằng true. Không. Thì cái report này các bạn có thể xem ở trong đây để tham khảo nha. Có một cái file mẫu ở trên này. À, ông này ông xóa mất rồi. Đây này, nó kiểu như này các bạn này. Được. Khá là gọn. Đó, Mantible Cucumber HTML Reporting nhá. Đó, các bạn có thể tham khảo các loại mẫu report này. Sau này mình chạy các bài học mà liên quan đến phần Cucumber á, là mình sẽ hướng dẫn các bạn setting các report này. Cũng khá là dễ thôi. Được. Đó, đây là những cái file scenario, file feature. Đó, chạy với lại cái thằng name nào, trạng thái của nó là gì, chạy trên cái loại device nào, hệ điều hành là gì, browser gì, tổng cộng tất cây bát phe bao nhiêu, kết xuất lên đây. Được không? Setting cũng khá là dễ đây. Một vài setting là có thể chạy được, sâu ra được. Rồi, thì bài học hôm nay thì chủ yếu các bạn sẽ nghiên cứu đi vào phần config của projector, những cái gì mà cần thiết thôi. Chứ không phải là mình sẽ học hết toàn bộ. Thì trong cái nội dung chương trình thì những cái này mình hay đụng. Hoặc là trong khi mà các bạn làm dự án, các bạn hay đụng. Còn các đoạn spec suit này thì chủ yếu là làm với lại cái framework là Jasmine. Còn khi các bạn làm các cucumber thì không dùng cái kiểu này. Mình sẽ chạy theo kiểu khác. Mình có thể chạy bằng command line. Truyền cái thằng đi bằng command line vào để chạy. Được không? Rồi, hẹn các bạn vào buổi học tiếp theo nhé.